Nhận định bóng đá MU với Milan. 0:55 ngày 12 tháng 3, lượt đi vòng 1/8 Europa League. Lần đầu tiên sau 11 năm, MU và AC Milan lại có cuộc chạm trán trong một trận đấu thuộc khuôn khổ cúp châu Âu. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0:55 ngày 12 tháng 3. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau hơn một thập kỷ, lá thăm may rủi đã một lần nữa đưa Manchester United và AC Milan đến với nhau tại một trận đấu thuộc khuôn khổ cúp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ tiếc rằng ở thời điểm hiện tại, cả hai ông lớn của bóng đá thế giới đều đã xa cơ lỡ vận và chỉ đang cạnh tranh tại Europa League. Manchester United đang duy trì một phong độ tương đối ổn định trong quãng thời gian gần đây. Đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường với 5 chiến thắng cùng 6 trận hòa. Đáng chú ý, ở vòng 27 ngoại hạng Anh, MU đã xuất sắc cắt đứt chuỗi 21 chiến thắng liên tiếp của Manchester City với chiến thắng 2-0 ngay tại Etihad. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đã thể hiện một bộ mặt rất khác khi đối đầu với các ông lớn và đó là lý do Quỷ Đỏ đang rất tự tin trước cuộc đối đầu lần này. Về phía AC Milan, đội bóng của huấn luyện viên Pioli đang cho thấy dấu hiệu dựng lại sau giai đoạn thăng hòa. Trong 7 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường, Rossoneri mới chỉ có được 2 chiến thắng, nhận 3 trận hòa và 2 thất bại. Bên cạnh đó, trong quá khứ AC Milan cũng chưa từng vào tới trận chung kết Europa League hay kể cả là giải đấu tiền thân UEFA Cup. Lần gần nhất, đội chủ sân San Siro vào đến bán kết giải đấu này đã là từ năm 2002. MU và AC Milan đã có 10 lần đối đầu nhau trước đây. Cả 10 cuộc chạm trán này đều thuộc khuôn khổ cúp C1 và mỗi đội đang có cho mình 5 chiến thắng. Tuy nhiên, MU đang nắm đôi chút lợi thế trong trận đấu này bởi Quỷ Đỏ mới chỉ phải nhận một thất bại sau 5 lần tiếp đón AC Milan trên sân nhà. Zlatan Ibrahimovic cũng sẽ là tâm điểm của trận đấu lần này. Ngôi sao người Thụy Điển từng lên ngôi Europa League cùng MU ở mùa giải 2016-17 và hiện tại đang chơi bóng tại Milan. Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán lần này, Zlatan nhiều khả năng sẽ không thể xuất phát cùng AC Milan để chống lại đội bóng cũ khi cầu thủ này đang gặp vấn đề với những chấn thương. Dự đoán MU với Milan 3-1.